đây ăn non miếng trầu, không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy, cho nhau bằng lòng trầu này trầu tính trầu tình. Chúng ta hãy cùng nâng những ly trà và nếm được một miếng trầu để thấy được vị ngọt của tình yêu mà Dũng và Giang đã dành trao cho nhau. Vâng, đúng là trầu của gia đình nhà gái hôm nay rất là một loại trầu rất là đặc biệt. Trầu này thì có phép thần tiên mà các cụ già ăn trẻ lại, các cô gái ăn thì rất là đắt chồng đấy. Vâng, cô nào mà chỉ có người yêu thì ăn có một nửa miếng, ta đảm bảo chiều nay có luôn, không có cái đến cặp tôi thì bắt đèn. Vâng, xin mời quý vị hãy nếm những miếng trầu rất là đặc sắc của gia đình nhà gái trong ngày vui hôm nay ạ. Vâng, đúng là yêu nhau thì tình thắm phượng loan, mà trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng, mà để rồi trong trành như nón không quay, mà như thuyền không lái như ai không chồng, mà linh đinh như lá giữa dòng như ai không vợ, lông bông suốt đời. Vâng, tình yêu là một đề tài muôn thuở, tình yêu là một đề tài cháy bỏng đến với tất cả những ai đi lứa tuổi trưởng thành. Dù có chạy trốn tình yêu thì tình yêu vẫn cứ đến. Vâng, và để cho tới ngày hôm nay là ngày đẹp nhất thì gia đình nhà trai đã có cơ dầu để về phía gia đình nhà gái để làm lễ xin đón cô dâu. Vậy xin trân trọng được kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai hãy trở lên phát biểu ý kiến, và xin trân trọng được kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, trong nhiều năm công tác và học tập, các cháu đã trưởng thành. Đây, các cháu đã về báo cáo với bố mẹ và hai bên gia đình đều nhất trí xây dựng tổ ấm hạnh phúc tình yêu trăm năm của các cháu. Hôm nay họ nhà ra chúng tôi có cái lễ sang là báo cáo tổ được, và cũng để tin cháu về ôn trường họ nhà giai làm lễ hạnh phúc trăm năm các cháu và làm dâu làm con của gia đình ông bà ông Trung và họ Mạc chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn hết, chúc toàn thể hội hôn của ôn trường của họ nhà gái mạnh khỏe, và sau đó là báo cáo các cụ cho cháu, chúng tôi xin cháu về hôn trường của họ nhà giai để làm hạnh phúc cu quy trăm năm cho các cháu. Xin cảm ơn các cụ. Vâng, xin trân trọng được cảm ơn lời phát biểu ý kiến của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai đã phát biểu ý kiến. Vậy cũng xin trân trọng được kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái cũng phát biểu ý kiến để tiếp nhận cơ dầu xin đón dâu từ phía gia đình nhà trai. Trân trọng được kính mời ông ạ. Được sự ủy quyền của ông Thủy, bà Loan, tôi thay mặt cho họ nhà gái xin kính chúc các cụ, các ông và bà mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành đạt trong mọi lĩnh vực sống. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin chấp nhận cây dầu đón dâu của họ nhà trai để các cháu lên vái hết của đường và đưa cháu Giang về bên họ nhà trai tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Hồi hôm chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho tình gia giáo hai nhà và chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc và chúc cho tình gia giáo hai nhà mãi mãi bền chặt gắn bó keo sơn. Vâng, xin trân trọng được cảm ơn. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện, ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện.
nhau bao ngày qua nồng thắm. Từ đây bên nhau lo rừng xây tổ ấm, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nâng ly mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Vâng, một ngày rất là tuyệt vời, cô dâu và chú rể đã nên duyên vợ chồng với sự chứng kiến rất đông vui của quan viên bốn họ hai nhà đã không quản ngại đường xá xa xôi từ khắp mọi miền quê hương đất nước trở về đây để xây đắp hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, với những sự dày công vun đắp của cô dâu và của đôi bên gia đình này, đúng là cô dâu và chú rể phải sống làm sao để mà xứng đáng giữ được đạo làm con, giữ tròn chữ hiếu. Nghĩa vợ chồng thì chung thủy trăm năm, mà từ nay đến nghĩa vợ chồng sắc son một dạ một lòng bên nhau, hai nhà chung một nhịp cầu đắp xây hạnh phúc trước sau vẹn tròn. Vâng, đó là vợ chồng phải một đức trung nam. Vợ chồng như thể con tầm mà cùng ăn một lá, cùng nằm một nong. Vợ chồng như giếng nước trong, đừng cho bèo tấm bèo ống lọt vào. Vâng, một ngày rất là vui, rất là tuyệt vời. Và xin mời là hạnh phúc nhất của các bậc làm cha làm mẹ là có được dâu hiền dễ thảo. Và hôm nay ngày đó đã đến trước khi cô dâu Hương Giang chuẩn bị lên xe hoa trở về tới gia đình nhà chồng, thì ông bà nội của cô dâu hôm nay dường như cũng trẻ lại rất nhiều, rất là phấn khởi, hồ hởi chào đón ngày hôm nay. Xin trân trọng được kính mời ông bà hãy ra ngoài sân khấu để trao tặng cho cháu thân yêu của mình những món quà trong ngày vui này. Con gái ơi, con là tất cả, là gia đình cha nhớ khi xa, là bao điều cho cha hy vọng, là mầm xanh như búp măng non. Con gái ơi, con là tất cả, miệng con cười chúng chím thơ ngây, giọt sương đời yêu cha yêu mẹ, niềm thương yêu nương náu lúc cha già. Từng ngày qua con lớn bên cha, nỗi xót xa khi con còn bé, dành tình yêu cho con nơi nương tựa, tóc phai màu che sương che nắng. Rồi một mai con sẽ lớn khôn, nhớ thương ơi cha già yêu dấu, và thưa cha con sẽ quay trở lại đón cha về âu yếm con gái ơi. Từng ngày qua con lớn bên cha, nỗi xót xa khi con còn bé, dành tình yêu cho con nơi nương tựa, tóc phai màu che sương che.
chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ, trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Từ ngày em vẫn luôn mong chờ anh cuối con nơi cuối đủ con đường, trao nhau ánh mắt mộng mơ. Âm nhạc đầu tiên thay lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày vui trọng đại hôm nay, và đề nghị toàn thể quý vị cùng dành cho Thùy Dung một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Dạ vâng, để mở đầu chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, sau đây Thùy Dung và Kim Cúc xin gửi tới toàn thể hội hôn một bài hát được mang tên Khách đến trở nhà của nhạc sĩ Lê Minh. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
thân mến và được đón nhận sự hiện diện của tất cả quý vị đang cùng có mặt rất đông đủ tại gia đình quan viên họ nhà cha chúng tôi là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm vinh dự rất lớn đối với cô dâu và chú rể. Một lần nữa thay mặt đôi bạn trẻ xin được gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành nhất và kính chúc toàn thể quý vị có một ngày thật vui vẻ bên những người thân yêu. Và xin mời toàn thể quý vị cùng chung vui mời chầu trà thúc nước để chúc mừng hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ. Và thưa quý vị thân mến, trải qua những năm tháng tìm hiểu rất dài, rất lâu và phải nói rằng là rất đậm sâu, thì đến ngày hôm nay tình yêu của đôi bạn trẻ đã được đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, và từ đủ tiền, đủ gạo mà đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, và đủ nước, đủ trẻ, đủ bạn bè bên nam bên nữ cùng trở về đây mừng cho đám cưới. Và đủ toàn thể các cụ, các ông, các bà đã bớt chút thời gian quý báu của mình trở về rất đông đủ hội ngộ tại gia đình quan viên họ nhà trai để cùng chung tay cùng chúc mừng và chứng kiến những khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày đại lễ thành hôn của chú rể Tiến Dũng và cô dâu Hương Giang. Đề nghị toàn thể chúng ta cùng dành cho cô dâu và chú rể một tràng tay nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, và thưa quý vị thân mến, một năm bắt đầu từ mùa xuân và tình yêu bắt đầu từ tuổi trẻ. Nếu như mùa xuân đã đem lại cho mọi sinh linh vạn vật sự hưng thịnh thì tuổi trẻ cũng đem lại cho con người chúng ta tình yêu và hạnh phúc lứa đôi, và tạo hóa ban tặng cho chúng ta một trái tim nhưng chỉ có một nửa yêu thương, và chúng ta phải đi tìm một nửa yêu thương ở nơi con tim còn lại. Và ngày hôm nay chàng trai đa tài Tiến Dũng và cô dâu Hương Giang họ cùng tìm đến với nhau bằng một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu tuyệt vời. Và ngày hôm nay trước sự chứng kiến của đông đủ toàn thể quý vị khách quý đại diện hai bên gia đình đang cùng có mặt tại gia đình nhà trai để chung tay để chúc mừng và chứng kiến những nghi thức đẹp nhất, hạnh phúc nhất theo phong tục tập quán cổ truyền, một nét đẹp văn hóa của người Việt. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè thanh niên nam nữ của đôi bạn trẻ, chúng ta cùng tiếp tục chung vui mời chầu trà thúc nước và cùng hướng đôi mắt thân thương của quý vị trở về với đôi tân lang và tân nương, trở về với hai người hạnh phúc nhất, đẹp nhất trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Và xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng đứng lên ạ. Và thưa quý vị thân mến, giờ lành đã tới, giờ hoàng đạo đã về. Các cụ ngày xưa có câu rằng, trăm năm chọn lấy một ngày chọn lấy hôm nay một giờ. Và trăm năm kết tóc xê tơ, ngày vui lớn nhất bây giờ là đây. Và bây giờ cũng chính là giờ đẹp nhất trong ngày, ngày đẹp nhất trong năm, và năm đẹp nhất của thế kỷ, kỷ nguyên đẹp nhất của cô dâu và chú rể. Cho phép chúng tôi, những người thực hiện chương trình xin được trân trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn chúc phúc cho cô dâu và chú rể xin phép được bắt đầu. Và thưa quý vị thân mến, xin được trân trọng cảm ơn chàng pháo hoa đầu tiên của trung tâm tổ chức sự kiện Cương Phước đã dành tặng cho cô dâu và chú rể đó lời chúc tốt đẹp nhất mà anh nghệ sĩ chúng tôi đang cùng có mặt tại gia đình quan viên họ nhà trai gửi gắm tới cô dâu và chú rể. Và thưa quý vị thân mến, vào để mở đầu chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu tới từ phái đoàn quan viên họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời vị đại diện gia đình nhà gái cùng trần sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể bạn bè của hai cháu Giang và Dũng. Tôi là bác ruột của cháu Giang, được sự ủy quyền của ông Thủy bà Loan, hôm nay tôi làm trưởng đoàn nhà gái đưa cháu Giang về nhà chồng để tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Thay mặt cho họ nhà gái, xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể bạn bè của hai cháu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Qua quá trình hai cháu tìm hiểu nhau, được sự vun đắp của hai gia đình, ông Trung và Dung và ông Thủy và Loan. Đến hôm nay, ông Trung và Dung và ông Thủy và Loan đã chọn ngày lành tốt tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Tôi thay mặt cho đoàn nhà gái đưa các cháu về hôn trường tổ chức. Tôi không muốn nói biết nói gì hơn, chỉ mong hai họ, gia đình nhà trai, gia đình nhà gái cùng vun đắp hạnh phúc cho hai cháu, chỉ bảo cho các cháu làm sao làm tròn nghĩa vụ dâu hiền rể thảo. Bác thay mặt cho họ nhà gái xin chúc cho hai cháu hạnh phúc sớm đơm hoa kết trái, mãi mãi bên nhau trọn đời hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.
vâng, và xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa tới từ quý vị đại diện gia đình quan viên họ nhà gái. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay ông trưởng đoàn quan viên họ nhà gái rất vui mừng, hạnh phúc và vinh dự được đại diện gia đình có mặt tại gia đình quan viên họ nhà trai để chính thức kể từ ngày hôm nay trao gửi cô dâu Hương Giang trở về phái đoàn quan viên họ nhà trai làm dâu là con trong gia đình. Và xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và thưa quý vị thân mến, thông gia thì như ruộng liền bờ, mà bên mong được rể, bên chờ được dâu. Vậy thì cô bác ngồi đâu nhanh chân lên đón nhận cháu dâu của mình. Và để tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đến từ phái đoàn quan viên họ nhà trai đại diện gia đình cùng trên sân khấu có đôi lời phát biểu để đón nhận cô dâu cũng như gửi những lời cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý đang cùng có mặt tại đây ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ, tôi được sự ủy quyền của gia đình ông Trung và trong dòng tộc của họ chúng tôi, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như của bên pháp luật đã công nhận hai cháu đã đến tuổi trưởng thành và đã trưởng thành và là một cái cặp hạnh phúc trăm năm, hạnh phúc lâu dài. Tôi thay mặt cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn các cụ họ nhà gái, và kể từ giờ phút này cháu Giang là con dâu của ông bà ông Trung và của dòng họ chúng tôi, và cháu Dũng là cháu rể của gia đình ông Thủy và của họ Mạc họ nhà gái. Và thưa quý vị thân mến, và để tiếp theo chương trình trong ngày đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu là sự hiện diện của song thân phụ mẫu của chú rể Tiến Dũng, và xin mời ông bà sẽ cùng lên sân khấu để chính thức đón nhận cô dâu Hương Giang trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý đang cùng có mặt để chúc mừng cho gia đình. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của song thân phụ mẫu của chú rể Tiến Dũng ạ. Đề nghị quý vị cùng dành cho gia đình nhà trai chúng tôi một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho ngày vui trăm năm hạnh phúc của Tiến Dũng và Hương Giang. Và để tiếp theo chương trình thì xin mời bố mẹ sẽ cùng đưa hai con trở về với bản gia tiên và cùng hướng dẫn cho hai con làm thủ tục thắp hương tiên kính báo tổ đường. Cô dâu Hương Giang được cúi chào ra mắt toàn thể quý vị một tràng tay nồng nhiệt để chúc mừng. Thân mến, và có lẽ rằng những người tình cảm đặc biệt mà quý vị đang cùng dành tặng cho cô dâu và chú rể đang hiện diện trên sân khấu lúc ở đây. Và thưa quý vị thân mến, thao thức bao năm mãi đợi chờ, hôm nay sung sướng ngỡ như mơ, bầu trời êm ả xanh không tường, mảnh đất Hà Nam của chúng ta đẹp nên thơ. Và mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng cho đôi bạn trọn đời thủy chung, chim tung cánh loan mừng hạnh phúc, hòa hé cười đón ánh bình minh. Chúc anh chị bên mình sánh vai, đẹp đôi long phượng chúc mai một nhà, họ hàng cô bác gần xa đến mừng đám cưới tàu tần cập kê, mà chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Và thưa quý vị thân mến, và có lẽ rằng trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay, chúng ta đang cùng có mặt nơi đây với một mục đích duy nhất là để chúc mừng cho ngày vui hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nghi thức tiếp theo trong ngày đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ mà không thể thiếu được những tình cảm mà toàn thể quý vị cùng dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và thưa quý vị thân mến, và tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một nghi thức đặc biệt rất là quan trọng trong ngày đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng đến với nghi thức trao nhẫn cưới. Và thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn cưới biểu tượng của tình yêu, hạnh phúc lứa đôi. Và ngày hôm nay cô dâu và chú rể họ sẽ cùng nhau trao cho nhau vòng nhẫn cưới trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý đang cùng có mặt tại gia đình nhà trai ngày hôm nay để cùng cầu chúc những điều tuyệt vời, những điều tốt đẹp dành tặng cho đôi bạn trẻ. Và xin mời hai bạn sẽ cùng nhau trao cho nhau vòng nhẫn cưới.
Và thưa quý vị thân mến, sau khi trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, chiếc nhẫn tình yêu, thì kể từ ngày hôm nay, kể từ giờ phút này, cô dâu và chú rể đã chính thức thành vợ thành chồng. Chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc cho duyên thắm mắt kề, trăm năm đôi bạn trọn đời bên nhau. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chúc mừng. Và thưa quý vị thân mến, và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục chung vui và cùng hướng tầm nhìn của quý vị trở về với sân khấu, trở về với tháp bánh cưới tình yêu, với tháp ly hạnh phúc của cô dâu và chú rể, để cùng đôi bạn trẻ có thể gửi gắm yêu thương, cùng khơi nguồn yêu thương, cùng nhau chung tay làm nên những điều kỳ diệu nhất trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, lát bánh đầu tiên trưng cho nền móng vững chắc, tượng trưng cho đấng sinh thành, những người có công ơn rất lớn dành tặng cho cô dâu và chú rể. Lát bánh thứ hai tượng trưng cho tình yêu của đôi bạn trẻ bây giờ và mãi mãi sẽ luôn nồng nàn đằm thắm như ngày hôm nay. Và lát bánh thứ ba tượng tương lai sau này của cô dâu và chú rể có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, con đàn cháu đống. Và xin được trân trọng cảm ơn nghi thức cắt bánh gato mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong ngày vui trọng đại hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, và xin mời cô dâu và chú rể sẽ tiếp tục đến với dàn tháp ly hạnh phúc. Và xin mời chú rể Tiến Dũng sẽ cui chai rượu sâm banh đầu tiên. Và thưa quý vị thân mến, chai rượu sâm banh đầu tiên biểu tượng của tình yêu, hạnh phúc lứa đôi mà hai người sẽ cùng nhau chung tay để cùng nhau rót lên những ly rượu hạnh phúc trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý đang cùng có mặt để chúc hạnh phúc cho đoàn trẻ ngày hôm nay. Và quý vị cùng dành cho đôi bạn trẻ một tràng vỗ tay lớn được không ạ? Và xin mời hai bạn sẽ cùng chung tay để rót những ly rượu hạnh phúc. Và thưa quý vị thân mến, rượu là biểu tượng cho phái mạnh, rượu là biểu tượng cho tình yêu. Lặng im nghe con tim với yêu thương nồng say như trời ban. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau với bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây buồn đau sẽ qua nhanh, nghẹn ngào mong nói nên lời. Những ly rượu hạnh phúc mà hai đôi bạn trẻ muốn gửi gắm yêu thương bằng những lời cảm ơn chân thành nhất tới từ phía đôi bạn trẻ. Vâng, và xin mời hai bên ông bà sẽ cùng nâng ly cạn chén để chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Vâng, và quý vị ơi, cùng dành cho một tràng vỗ tay thật lớn nồng nhiệt để chúc mừng gia đình nhà trai, gia đình nhà gái trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay ạ, quý vị ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng đan tay để uống ly rượu giao bôi trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý để chúc mừng hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tứ thân phụ mẫu của chú rể Tiến Dũng và cô dâu Hương Giang đã cùng trở lên sân khấu để đón nhận đó là những tình cảm mà hai con muốn được dành tặng vào những ly rượu thành kính để thay lời cảm ơn từ phía cô dâu và chú rể dành tặng tới bố mẹ, những người có công ơn rất lớn, công ơn trời biển dành tặng cho hai con trong ngày trọng đại hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và thưa quý vị thân mến, sự hiện diện của tất cả quý vị đang cùng có mặt tại gia đình quan viên họ nhà trai ngày hôm nay là những món quà rất lớn và ý nghĩa để chúc mừng hạnh phúc cho Tiến Dũng và Hương Giang. Và đặc biệt hơn nữa thì gia đình quan viên họ nhà trai chúng tôi, những người thân yêu trong gia đình cũng muốn dành tặng những món quà kỷ niệm, đó là lời chúc tốt đẹp nhất. Và đặc biệt xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu là bố mẹ thân sinh của chú rể sẽ với những món quà kỷ niệm với những lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cho hai con cùng trở về sân khấu để dành tặng cho hai con những món quà thật ý nghĩa trong ngày đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Trời đi đang về trong anh mùa xa, gió bay mây mặt trên mặt bồi hồng, đêm yêu tìm mình trôi dòng sông, mưa bay mông lung bay là đà, mặt trời bay mây trôi tiết tha.
mến, và có lẽ rằng đón tiếp thì chưa được bao lâu. Những nhớ tình cảm mà tất cả quý vị đang cùng có mặt tại gia đình quan viên họ nhà trai ngày hôm nay để cùng chung tay cùng chúc mừng cho ngày vui trăm năm hạnh phúc của chú rể Tiến Dũng và cô dâu Hương Giang. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc rất lớn đối với đoàn trẻ. Một lần nữa xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành nhất. Và thưa quý vị thân mến, và chúng ta đã vừa được chứng kiến đó là những nghi thức rất quan trọng trong ngày đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ đã được hai bên gia đình thực hiện rất thành công và trọn vẹn. Mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Và thưa quý vị thân mến, và để tiếp theo chương trình thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện gia đình quan viên họ nhà gái cùng trở về sân khấu có đôi lời phát biểu cũng như những lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời ông. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái, tôi xin cảm ơn, chân thành cảm ơn quan viên họ nhà trai đã đón tiếp hai gia đình như một. Xin kính chúc các cụ, công các bà cùng toàn thể các vị khách quý và bạn bè của hai cháu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc trăm năm của chú rể Tiến Dũng và cô dâu Hương Giang xin được phép dừng ở đây. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt này sáng long lanh như trời cao mây trắng trong lành, đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Như những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dưới gốc cây trú mưa, đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón nữa. Ta rời đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai, ta cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó dù mưa gió, ta cùng đón ngày mai, ta thường nghe sau cơn mưa là chia sẻ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau. Alo em ơi, anh đang lấy xe chuẩn bị ra về, mười tới mười một sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường nắng gió bụi bặm làm anh mỏi như cả đôi vai, nhưng chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh, hôm nay anh có thể về nhà sớm hơn, buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn, đang vội đến phòng thu, bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà, cuối tuần vẫn bị hoạt động chẳng cùng em được chuyện gần xa. Nhưng ngày lo viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu, đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh, cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm, anh rất yêu em và con bà này anh xin viết tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc,